Xin chào mọi người nha. Em lên sóng phục vụ các bác tiếp cái chiếc máy massage chân khá là hay các bác này. Cái chiếc này thì các bác nhìn nó có 3 nút nhé, có hai cái chế độ bóp và rung, rung bi ở gan bàn chân thì riêng biệt luôn. Đây là nút chế độ là ở cái nút này thì các bác chạy chế độ bóp này, đấy, bóp nhé, bóp 3 cấp độ bóp, 3 bài bóp, bóp cho nó khỏe căng, đấy, bóp liên tục để các bác chạy này. Đấy, ở đây tiếp theo các bác bật chế độ rung này, đấy. Bi dùng cho chìa khóa các bác thấy rồi. Cấp độ dùng. Dùng bi gan bàn chân rất là hiếm cái máy massage mà nó có cái chế độ này. Dùng bi gan bàn chân các bác nhé. Đấy. Dễ dùng. Cái chiếc này thì em bán là 1,3 triệu nhé. 1,3 triệu, bảo hành 3 tháng nhé các bác. Tặng kèm một cái chiếc biến áp này. Bác nào không lấy biến áp thì trừ đi 100, để còn 1,2 triệu. Phí ship đi toàn quốc là 70.000. Đấy, có bi còn để dùng bi các bác nhé. Đấy, bên em bán đúng giá các bác nhé. Mã số 3. Có một chiếc duy nhất này thôi ạ. Đấy. Bác nào thích dùng bi này các bác lấy chiếc này, rất là hiếm luôn. Điện 100V đấy các bác nhé. Đấy, chào các bác.